Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Bụi TV. Và dạo gần đây thì iOS 14 sẽ là một cái tên mà chiếm spotlight nhiều nhất. Tuy nhiên thì Apple cũng không quên cập nhật cho chúng ta cái phiên bản iOS 13.6, phiên bản chính thức. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chúng ta có nên cập nhật lên iOS 13.6 hay không, hay là nó có thêm cái tính năng gì mới hay không, thì mình cũng chia sẻ luôn trong video lần này nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì khi mà mình mở cái chiếc máy của mình lên á, thì cái phiên bản này nó đã được tải về rồi, cho nên là mình không có chụp được cho các bạn về việc là nó tốn bao nhiêu GB. Tuy nhiên thì theo như mình thấy thì nó cũng sẽ chỉ tốn vài trăm MB thôi, khá là nhẹ nhàng để chúng ta có thể cập nhật lên. Đối với những bạn nào mà chúng ta đang ở cái phiên bản beta thì các bạn cứ xóa cái dòng beta đó đi. Trong cái phần cấu hình á, mình sẽ hướng dẫn luôn cho bạn nè, vào cài đặt. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt chung. Và tiếp tục đó chính là phần cấu hình, thì sẽ có một cái mục hồ sơ cấu hình này. Các bạn sẽ xóa nó đi thì chúng ta sẽ cập nhật được lên cái phiên bản iOS 13.6, phiên bản chính thức. Rồi, và về điểm mới thì thật ra phiên bản này nó có hết tất cả những cái điểm mà ở phiên bản beta mình có chia sẻ từ beta 1 tới beta 5 rồi, cho nên cũng không có quá nhiều ở trong video lần này để mình có thể chia sẻ cho bạn. Và mình sẽ tập trung vào một số cái mà bạn rất là mong đợi. Đầu tiên là phần cài đặt chung. Ở phần cập nhật phần mềm thì bạn sẽ có thêm một mục nữa, đó chính là việc các bạn có muốn cập nhật hay không. Đó, này mạng chậm quá cho nên là chưa load được. Ok, đây ở phần cập nhật phần mềm thì các bạn sẽ có yêu cầu tự động cập nhật hay là tự động tải về phần mềm hay không. Thì giúp cái việc này nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát tốt hơn về cái việc khi mà chúng ta cập nhật iOS. Đó, ok. Và cái tiếp theo đó chính là ở trong phần sức khỏe thì bây giờ sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là triệu chứng. Thì các bạn có thể tích cái triệu chứng của mình vào trong này để khi mà chúng ta đi khám hay là đi khám bệnh gì đó thì nó cũng ok. Chúng ta sẽ lấy trong này ra để chúng ta có thể đưa cho bác sĩ xem. Rồi, về tính năng mới thì nó sẽ không có. Tuy nhiên chúng ta cùng nói một tí về hiệu năng của cái phiên bản lần này. Đầu tiên đó chính là khi mà mình chấm điểm hiệu năng bằng GarageBand 5 Pro. Đây các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì cái phiên bản iOS 13.6 nó sẽ có cái điểm đơn nhân là 741 và đa nhân sẽ là 1410. Nó cao hơn nhiều so với cái con số là 1356 hay là 1215. Đó, về điểm đa nhân thì mình đánh giá cái phiên bản này từ lúc sáng tới giờ khi mà mình cập nhật lên thì dùng khá là tốt, khá là mượt mà và ổn định. Gần như là cái lỗi nóng máy ở phía sau này ở một số con máy mà kiểu mặt lưng kính á thì nó sẽ được khắc phục cái việc này ở cái mặt sau. Đó. Rồi và trên con iPhone 7 Plus của mình thì mình thấy dùng nó cũng khá là tốt, rất là ok. Và mình nghĩ là các bạn nên cập nhật lên cái phiên bản 13.6 này để fix những cái lỗi còn tồn đọng ở phiên bản iOS 13.5, 13.5.1 chẳng hạn. Thì lên phiên bản này dùng khá là ok. Rồi, ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho các bạn tiếp một cái phiên bản nữa, đó chính là iOS 13.6. Hiệu năng ổn, pin khá ok và tính năng mới thì sẽ không có. Và các bạn hãy cập nhật lên nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.